Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào ngày 10 tháng 10 đã bầu 38 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Bắc Ninh khóa mới. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, trong bối cảnh mới, Công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần tập trung nguồn lực làm tốt công tác chăm lo và vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của tổ chức công đoàn. Mỗi cấp công đoàn cần làm tốt hơn nhiệm vụ này ở địa bàn mình, ngành mình, đơn vị mình. Cùng với đó, các cấp công đoàn chú trọng quan tâm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, luôn đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động để vượt qua khó khăn, nhất là trong giai đoạn hiện nay.